Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Bibi. Ngày hôm nay thì Game Day Together vừa có cập nhật phiên bản mới. Và mình thấy có một cái là khinh khí cầu với game ấy. Mình thấy khá là thú vị nên là hôm nay mình sẽ đi vào game để mà trải nghiệm cái khinh khí cầu này nha. Nếu như bạn nào chưa biết cách lấy khinh khí cầu thì các bạn hãy xem hết video này của mình nha. Đầu tiên thì mình sẽ vào đây, mình lấy một cái nón Happy New Year. Thì hôm nay mình sẽ lấy cái nón chúc mừng năm mới nè. Các bạn đã có cái nón này chưa? Mình thấy chụp nhóm mà có cái nón này nhìn rất là xịn luôn á. Các bạn thấy xung quanh của mình nè, bạn bè của mình ở nó rất là nhiều luôn nè. Và nếu như các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của mình thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hôm nay video của mình thì có rất là nhiều bạn tele. Thì sẵn là tụi mình kéo nhau đi chơi và trải nghiệm cái khinh khí cầu luôn. Bởi vì mình xem á, mình thấy khinh khí cầu nó có thể chở được 4-5 người lận á mọi người. Các bạn sẽ đi thẳng tới chỗ mà bán kem á. Chỗ này nè, gần trung tâm Lazada. Ở đây thì chúng ta có cái khí cầu Choco Bạc Hà nè, với giá là 1.000 mầm non. Thì nếu như bạn nào chưa biết á, thì các bạn có thể ấn vào cái phần thùng ghét á, trong cái biểu tượng điện thoại á, thì các bạn tái chế lại những cái vật phẩm ghét nè, quần áo nè, đồ nội thất hoặc là xe cộ. Mình thì chưa có đủ nên là bây giờ mình sẽ đi tái chế nha. Bây giờ thì mình đã tái chế xong rồi, mình sẽ mua cái khinh khí cầu này. Nè mọi người, nó rất là giống với cái khinh khí cầu trong cái gói quay thưởng Valentine hồi lần ấy. Nhưng mà nó màu xanh. Được cái này nó chở được luôn nè mọi người. Trời ơi, mà mắc cười quá à. Kiểu không biết các bạn đã có cái khinh khí cầu này chưa ha. Mình thấy là đổi điểm mầm non thì rất là dễ luôn. Đồ thì mình cũng khá dư luôn, tại vì mình ít khi mà trang trí mình mua cho cả đống á mọi người. Mình mua xong rồi mình không có biết phối cái gì hết, nên là bây giờ sẵn dịp này thì mình có cái để mà mình quay nè. Mình thấy rất là hài luôn, bởi vì những người xung quanh của mình á, kiểu đu cái bên thành của khinh khí cầu á, kiểu rất là mông lung, sắp gớt lúc nào không hay á. Ngoài ra thì tốc độ của cái khinh khí cầu này rất là chậm luôn á, như gù bò luôn á mọi người. Và nó bay rất là thấp luôn. Thêm một cái nữa là khi các bạn đi gần biển á, hoặc là gần nước á, thì khinh khí cầu này sẽ tự văng ra nha, không có đi được nha mọi người. Đây mình sẽ đi cho các bạn xem nè. Đó, mình vừa ra cái mí cái là nó gớt xuống liền à. Sẵn đây, phiên bản cập nhật mới này mình thấy có một cái hòn đảo rất là xịn nè. Bây giờ tụi mình sẽ tiến ra cái hòn đảo này nha. Mình thì rất là nghèo, nhưng mình được cái là mấy đứa em của mình rất là giàu luôn mọi người. Mình đang đi thuyền ké nè, đạp một xíu cái này ra ngoài tới ngoài biển đảo luôn. Cái đảo này không biết là có cá gì nhiều không ha, tại vì mình không có phải là người chơi hệ câu cá nên là mình không quan tâm lắm. Nhưng mà mình thấy đảo này rất là đẹp luôn á, nhìn nó như là cái hồ vô cực á mọi người, cái hồ trong tháp vô cực ấy, quá là xịn luôn. Có bạn nào đã ra ngoài này chưa ha? Thì ở đây có một số cá mới nè. Bạn này, mình thấy bạn của mình cầm con cá mập yêu tinh đó, không biết có phải là cá mới của cái hồ này không. Ở đây có một cá mới nè. Nói chung là cái hồ này rất là xịn luôn ý. Và nếu như mà các bạn chưa vào game á, thì các bạn cập nhật game sớm đi mà vào game nha. Đi trải nghiệm vòng vòng nè, có nhiều cái rất là thú vị luôn. Hôm nay á, thì mình thấy nhiều nhất là khinh khí cầu Bạc Hà. Bởi vì nó rất là dễ đổi mọi người, chỉ có 1.000 mầm non thôi. Các bạn chỉ cần tái chế một vài vật phẩm trong cái nội thất của mình á, thì cũng có thể đủ để mà mua rồi. Nhưng mà nếu như bạn nào muốn mua thì các bạn có thể xem clip review của mình để mà xin nghĩ lại nha. Bởi vì nó được cái lạ thôi chứ nó đi rất là chậm luôn á mọi người. Lúc nãy ở trong hòn đảo á, thì mình thấy có nhiều bạn bắn pháo hoa rất là xinh. Thì pháo hoa nó có hình gấu trúc. Bây giờ thì tụi mình sẽ đạp về biển để mà tụi mình đi mua pháo hoa bắn thử nha. Thì chỗ mua pháo hoa ở đâu thì các bạn cũng đã biết rồi mà đúng không? Hôm nay thì chúng ta đã có hai loại pháo hoa mới, đó là pháo hoa gấu trúc và pháo hoa tia lửa nè. Mình sẽ bắn thử cho các bạn xem nha. Cái tia lửa này thì nhìn nó cũng đẹp, mà được mà cái gọi là nó giống cái pháo hoa cũ á mọi người, nó là màu tàn lắm luôn. Cái thứ hai là cái pháo hoa gấu trúc. Đây nè mọi người thấy không, cái hình nè. Tại cái góc nhìn của mình á, nó hơi khó nhìn á. Thà là người khác bắn cho mình nhìn thì nó sẽ dễ nhìn hơn. Nói chung là các bạn vào game mua và trải nghiệm nha. Wow. Nói chung là gần cuối năm rồi, bên Hagin á update rất là nhiều sự kiện luôn á mọi người.
Ok mọi người, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này của mình. Nếu như các bạn thích video này của mình thì các bạn nhớ để lại comment và đăng ký kênh YouTube của mình để ủng hộ mình nha. Bây giờ thì mình sẽ đi đua khinh khí cầu đây, bởi vì mình có kèo gã đua này mọi người. Nếu như bạn nào chưa có thì các bạn hãy vào game để mà mua thử một cái nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye.